Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt che vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điêu ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Vì đời con tất cả là hồng ân.
Hương con gọi của giáo sứ được nhãn lọc đơn hoa. Gia đình giáo sứ chúng con xin đơn hoa chúc mừng cha. Kính thưa quý cha, quý tu sự và toàn thể quý khách, một lần nữa gia đình giáo sứ chúng con xin chân thành tri ân quý cha, quý tu sự và quý khách đã hiện diện trong thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục hôm nay. Chúng con xin chân thành kính chào. Nhân nhân cha và con và thánh thần. Cất
ánh đèn trên bàn thánh, đưa hồn con lên cao, xin chấp tay cúi đầu, khói trầm nghi ngút bay, lời ca thánh du dương, dìu con bước lên trọn đời. Đưa hai tay lên, con nguyện xin ơn trên cao, cho con trung kiên trong cuộc sống bao thương đau. Lạy Chúa, Chúa yêu con thì xin yêu suốt đời. Lạy Chúa, Chúa thương con thì xin thương suốt đời. Đừng để con dối ai, đừng để ai dối con, nhưng cho con từ nay luôn được trung tín trọn một đời. Thế rồi con nguyện ước, ước nguyện cho tương lai, đi khắp mặt đất này lấy niềm tin sắt son, hành trang bước theo người làm nhân chứng trong cuộc đời. Đèn trên bàn thánh, đưa hồn con lên cao, xin chấp tay cúi đầu, khói trầm nghi ngút bay, lời ca thánh du dương, dìu con bước lên trọn đời. Đưa hai tay lên, con nguyện xin ơn trên cao, cho con trung kiên trong cuộc sống bao thương đau. Lạy Chúa, Chúa yêu con thì xin yêu suốt đời. Lạy Chúa, Chúa thương con thì xin thương suốt đời. Đừng để con dối ai, đừng để ai dối con, nhưng cho con từ nay luôn được trung tín trọn một đời. Thế rồi con nguyện ước, ước nguyện cho tương lai, đi khắp mặt đất này lấy niềm tin sắt son, hành trang bước theo người làm nhân chứng trong cuộc đời. Lấy niềm tin sắt son, hành trang bước theo người làm nhân chứng trong cuộc đời. Tôi chỉ đang nhớ và bỏ qua. Ở trong một thánh lễ tạ ơn, một trong những phần mà người ta cảm thấy sung sướng nhất đó chính là phần này. Không biết mọi người có hiểu với nhau tại sao không ạ? Rất đơn giản, được ngủ nhiều hơn một chút. Vì thế con sẽ được biết trước mọi người chúng ta ngủ ngon. Cha thánh tổ phụ chúng con có nói thế này: hãy cho tôi một đứa trẻ có lòng biết ơn, tôi sẽ giáo dục chúng lên người. Vì thế hôm nay xin một đoàn cho phép con được làm một trẻ con, một trẻ có lòng biết ơn với mọi người. Vì thế mà con không bây giờ một chút xíu thôi, xin mọi người cứ ngủ ngon trong Chúa. Ở đây con xin được phép bắt đầu ạ. Muôn ngàn người Chúa vẫn trò tình thương, cảm tạ Chúa vì những ơn thánh chức linh mục mà Chúa đã thành ban cho con. Vì lòng thương xót Chúa đã chọn mọi con từ một con người thấp hèn, yếu đuối và không toàn, để nâng con lên thành người bồ đề hiền thiết của Ngài. Muôn ngàn lời con xin chúc tụng, người khen và tri ân Ngài. Nguyện cho đời con là của để lòng Chúa. Tiếp đến
con xin hết lòng chuyên nghề dòng qua tỉnh dòng xây như UNESCO Việt Nam Mongolia, cụ thể qua cha nhân tỉnh, quý cha giám đốc của các nhà đoàn liền, quý bề trên, các cha giáo và anh em trong tỉnh dòng đã luôn yêu thương nâng đỡ và hướng dẫn con trong suốt hành trình 16 năm dân hiến trong ôn gọi thánh hiến Sơn Diên Đông Bốt Cô. Nhờ đó con trở thành một nhà giáo dục quân tử, luôn biết hiến mình phục vụ cho thanh thiếu niên nghèo khổ bị bỏ rơi trong linh đạo Sơn Diên Đông Bốt Cô. Cách đây khoảng 2 tháng khi con về làm giấy tờ cho việc phong chức, cha thánh sứ có nói con thế này: cha sẽ cố gắng hoàn thành việc tu sửa ngôi thánh đường này để kịp lễ tạ ơn của thầy, và hoàn thành cảnh quan biết cảnh quan mọi người ở cầu đang thất vọng sơn những lăng ngang, và tới bây giờ đơn vị đã sắp hoàn tất, và con đây là một trong những thành quả tốt đẹp mà bao vất vả và bao nhọc cuối cùng ngôi thánh đường đã được hoàn thành tốt đẹp, xứng đáng cho việc phục vụ thánh. Cảm ơn cha về những điều tự yêu thương mà cha đã dành cho con. Đặc biệt trong ngày hôm nay, cha đã tận tâm lo lắng sắp xếp và công việc, nhờ đó thánh lễ thêm phần sốt sắng và trang nghiêm. Phêrô của Bức Trí: hai cha, cảm ơn hai cha đã yêu thương dìu dắt con trong những bước đi chậm chững đầu tiên trong đời sống ơn gọi. Con cũng không quên cảm ơn khi cha đã chấp tông đồ tu sinh ở Ban Thôn, Bến Cát, Đà Lạt, Xuân Điệp, quý cha cảm trách di dân và quý cha sứ của các giáo sứ Vị Thắng Củ Chi, giáo sứ Cao Lô Đà Lạt, giáo sứ Phú Trung ở Sài Gòn quận Tân Bình, giáo sứ Lớp Thượng Tiến Kinh B 2, giáo sứ A 2, giáo sứ Thăng Phu Xe A 2, giáo sứ Bình Sơn, là những sứ mà con đã được quý cha yêu thương nâng đỡ và trao đổi cho những kinh nghiệm quý giá về một vụ tốc độ giới trẻ. Đây là hành trang để con tiến bước trong sứ mạng phục vụ giới trẻ theo lãnh đạo Sa Lê Nhiên. Con học sinh chân thành cảm ơn cha chú vì lòng yêu mến cha đã định lời dạy để cho con trong ngày lễ tạ ơn này. Với những lời chia sẻ dí dỏm và sâu sắc, cha đã giúp con hoàn cảm nhận sâu xa hơn về tiếng gọi của Chúa dành cho những người tôn đệ đúng theo Ngài. Tiếp đến, con học sinh cảm ơn quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam tử, anh em Sa Lê Nhiên vì lòng thương mến và nâng đỡ đời sống ơn gọi của con đã về đây tham dự thánh lễ cầu nguyện cho con. Đây là nghĩa cử cao đẹp và là một lòng mừng lớn lao nhắc nhở con phải luôn sống trung thành với ơn gọi, đồng thời phải trở nên chính tá tình yêu của Chúa cho mọi người mà con được sai đến. Trong tâm tình đó, con cũng xin cảm ơn quý vị trong cộng đồng giáo xứ cũng như các đoàn thể trong những ngày qua đã cộng tác với cha xứ trong việc tổ chức thánh lễ tạ ơn cho con. Điều này cho thấy rằng quý vị vẫn luôn nhớ đến và yêu mến đón nhận con là người con trong đại gia đình giáo xứ Hữu Phước thân thương này. Và con cũng xin cảm ơn các em chức lễ và các anh chị các đoàn vì tình yêu Chúa và yêu mến ơn gọi của con đã hy sinh vất vả tận quyền trong những ngày qua nhờ những lời cao tiếng hát cùng với việc phục vụ bàn thắng cách sốt sắng và thánh thiện đã đem lại những hiệu quả ít lời thiên liêng cho những người tham dự thánh lễ tạ ơn hôm nay. Con cũng xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân, quý vị khách mời, quý thầy cô giáo hoàng hậu Sa Mật và một đoàn dân Chúa giáo xứ Hữu Phước, mọi người đã quy tụ về đây để cùng với con nhân lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân lớn lao mà Ngài đã ban cho nhân loại. Cách duy đối với bản thân con luôn ý thức rằng ơn gọi của con không do bởi con nhưng đến từ tình yêu như không của Thiên Chúa và nhờ lời cầu nguyện của mọi người. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để con thêm vững mạnh và ơn sống trong bước đường tận hiến theo Chúa. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân xã Hiệp Thành, các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể tổ chức thánh lễ tạ ơn hôm nay thật tốt đẹp. Giờ đây con xin phép quý cha, quý tu sĩ nam tử và một bàn cho con có đôi lời tâm tình với thân nhân và gia đình của con. Kính thưa bà nội, quý cô dì chú bác, cậu mờ dì dượng, quý thân nhân bằng quyến thuộc ở Việt Nam cũng như hải ngoại, con xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành tình yêu cách đặc biệt cho con. Nhờ sự ủng hộ, nâng đỡ, đồng hành và cầu nguyện của mọi người mà con mới có được ngày hôm nay. Đặc biệt con cảm ơn bác Vinh, gia đình cậu mờ Thi Lan, gia đình dì dượng, Màu Hòa,
dù ở phương xa, nhưng vì yêu quý con nên đã về đây để hiệp dân cầu nguyện và tạ ơn với con trong ngày trọng đại này. Ba mẹ kính yêu của con hạnh phúc vì con được là con của ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã cho con một mái ấm gia đình, một tình yêu. Ba mẹ mãi là chỗ dựa vững chắc của đời con. Xin hãy tiếp tục là chỗ dựa để mỗi khi con mỏi mệt, con có thể ngã vào mọi lòng đầy tình yêu thương của ba mẹ. Nhờ đó con tiếp tục đứng dậy hoàn thành sứ mệnh đời con. Dù có đi đâu chăng nữa, gia đình vẫn là nơi con cảm thấy được yêu và nhận được nhiều sự nâng đỡ mỗi khi con trở về nhà. Hai em Yến và Triệu Thân đến, anh cảm ơn hai em vì yêu thương mà đã biết tâm lo cho ba mẹ. Đáng nghĩ ra một phần này là anh phải đảm trách, nhưng hai em đã đóng phần cho anh. Anh xin cảm ơn hai em. Giờ đây để tỏ lòng biết ơn, con xin kính dâng lên cha chánh xứ, cha chú, cha trì, cha phê đô trì. Thì bó hoa tươi thắm xin hãy đón nhận những thông tin tri ân chân thành của con. Người đã đồng hành với gia đình con rất nhiều năm. Kính thưa ba mẹ, anh em chúng con xin kính tặng ba mẹ những vòng hoa tươi thắm và phép đặt tòa thắm để diễn tả tấm lòng tri ân và chúc mừng kỷ niệm 40 năm hôn phối của ba mẹ. Sau thân thể, con xin kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân, quý thầy cô giáo, quý vị khách mời và bạn hữu ở lại chia sẻ các vấn đề với tình chúng con. Trong việc tổ chức, chắc chắn không thiếu những thiếu sót. Xin mọi người trọng lòng bỏ qua những thiếu sót của gia đình chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Ngày nào lòng tôi đã biết đi điều buồn, ôi nỗi thương tình. Ngày nào vẫn thương buồn, ta mở ra tình yêu mà thấy không buồn. Ngày mai em đi, con đã dịu
trên gió lòng mà thương. Bao nhiêu đêm Chúa xót thương ta, bấy nhiêu lần mà em nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường tắm lang thang qua miền giáo buồn dấu hiệu. Tiếng thần ca hồn hàn dòng người tôi. Người qua đi thôi trong quán đàn buồn. Đêm thai vô cùng xa giá buồn. Đi không sợ hãi.